bị đẩy trong người ra. Bị phần mụn ở chỗ này, như đây là bằng này. À. Có nghĩa là của cô là nội tạng không được gì nhưng mà nó đẩy ra ngoài da. Thì tốt hay không cô? Tốt, nếu như cái mụn đấy trong nội tạng thì nó sẽ viêm và nó sẽ vỡ ra thì mình sẽ bị có như nhiễm trùng toàn bộ thì mình sẽ nhanh đi thôi. Đi đâu ạ? Theo các cụ. Bao lâu cô chưa được đâu? 3 năm nay. Cũng chả có cảm giác gì cả. Thế. Ai nhìn mình như thế nào mình không quan trọng. Quan trọng là mình có khỏe hay không, cứ đội cái khăn cái mũ này. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì mong muốn như nào? Đúng là có một bộ tóc để nó đỡ nóng, có thể ra ngoài đi bộ hay là đi tập dưỡng sinh các thứ của mình, bạn bè của cô. Cho đôi tóc cho cô nhé. Có cái mái tóc thì chị sẽ ra ngoài sẽ tự tin hơn với bản thân mình. Cái niềm tin của người bệnh nó không phải lúc nào cũng nghĩ là ta là bệnh. Trưa hôm nay cô bảo, ôi em ơi, chị được nhận miễn phí rồi nha, tóc thật tử tế. Chị cười, chị ấy vui lắm, chị còn hát được. Từ 3 năm gần đây là gần như hoàn toàn không có tóc đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ, ngày hôm nay, từ bây giờ trở đi là sẽ có mái tóc như thế này rồi. Chúc cô thật nhiều sức khỏe cô nhá. Cô phải ra ngoài nhiều hơn. Cô có thời gian cô truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho những người thứ nhất là như mình. Cái thứ hai là những người khỏe mạnh thì để làm sao mọi người biết giữ gìn sức khỏe là được có. Nha cô nhá. Sao tóc lại kết bết được như này? Có hóa chất rồi. Dạ, có hóa chất rồi. Thôi nhờ anh chồng cắt cho nhá. Em cắt cho nhá. Thì nào em cắt thì phải nín đi thì em sẽ cắt cho. Nào bình tĩnh chưa? Cũng mới nhuộm tóc đấy chứ đúng không? Mới làm thì cách như lúc phát hiện bệnh thì mới là khoảng hơn một tuần phải nhuộm để đi về quê. Cái quê chồng ấy đi chơi, chưa kịp đến ngày thì cũng mình hôm đi viện bị thì nằm bên cạnh có cái chị đến chuyển hóa chất, chị đang ở Hải Phòng. Nó nhìn chị bảo em thấy chị giống ở trên mạng, em được xem chị rồi. Xong rồi rồi lật lại cái trang của anh ấy thì thấy trước khi bị bệnh là em hay theo dõi. Chuyện với chị thì chị bảo là chị đến đây chị cao rồi. Rồi bên anh cho tóc. Thật ra là ý nghĩa của chương trình này thì cũng muốn là thứ nhất là dành tặng món quà dành cho chị để những người mà đang điều trị thì cái mái tóc nó chỉ một phần thôi. Cái thứ hai cũng muốn mọi người có thể quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn ấy. Có khi thế này có đẹp hơn tóc cũ ấy nhỉ? Sau này khỏe thì thôi lại mang mái tóc này đến đây cho bọn em hoặc dành tặng cho những người nào cần nhé chị nhé. Cảm ơn em. Anh dành thời gian chăm sóc cho chị nhá. Cảm ơn chị, chúc chị thật nhiều sức khỏe. Rồi, dạ, nhá. Rồi mái tóc này ra thì không, mình dành cho người khác nhé. Không sao. Không phải em tặng chị mà em vừa nói với chị và em nói với chính em. Được không? Một ngày trôi qua thì nó cũng chỉ có 24 tiếng thôi. Buồn hay vui là do mình thôi. Nó vẫn trôi qua. Cho dù mình có buồn hay mình vui thì vẫn trôi qua mà. Đúng không? Giờ em sẽ đội cho chị tóc này. Sau đấy em sẽ... nếu như chị thích để dài, em sẽ để dài. Còn nếu chị thích ngắn, em sẽ cắt ngắn cho chị. Được không? Vâng. Ôi, sao xinh thế? Xinh gái. Trời ơi. Nói chung là bây giờ được bộ tóc này giờ nhìn hợp lắm rồi. Giờ nhìn như nàng công chúa rồi. Nha. Nào là công chúa của anh. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn vui. Rồi mũi hai về là cô cạo hết sạch. Cô cũng mặc cảm luôn. Đầu tiên thì cô cũng định là cạo ngay từ đầu. Nhưng mà con gái con giả là bảo thôi mẹ cứ để đấy. Được ngày nào thì hay ngày đấy. Giờ mà mẹ cạo ngay thì mẹ cũng sốc. Nói là ung thư thì cả nhà ai cũng thương, ai cũng động viên. Dụng hết tóc rồi thì mặc cảm. Nói khi là 4 năm nay là cũng chưa ra ngoài đường. Trước em đi truyền thì có người cho mách thì nghĩ là đến cái chỗ này cô cũng tính là đi mua. Nhưng mà người ta bảo là chỗ này thì người ta không bán, người ta chỉ ấy thôi thì chỉ bảo là muốn mua cũng được. Thì giờ mình đã như này thì ấy thì nó bảo không, cái chỗ này thì lại chỉ là tặng tóc thôi đấy. Cô thích tóc dài hay thích tóc ngắn? Bộ ấy chính rồi đấy, cái đấy cô ứng bộ đấy. Cái bộ đấy nhá, để cháu đội thử cho cô bộ đấy nhá. Cái má này đẹp nhở. Cho thấy cái mái đẹp lắm ấy. Đây là người vợ thứ hai của chú. Đây là người vợ thứ nhất thì cô ấy không có tóc.
Còn người vợ thứ hai có tóc rồi. Cô đi truyền mũi đầu tiên về là gọi con vào cắt thì hai mẹ con cũng khóc. Chú chỉ động viên cô có bệnh phải chữa. Thông qua cái chương trình như này thì chúng cháu cũng muốn là gửi gắm đến mọi người một cái lời quan tâm đến sức khỏe của mình. Chỉ mong là những người như cô với chú thì cũng sẽ dành thời gian quan tâm cho cô nhiều hơn. Chú cũng xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn. Dạ, cho cảm ơn chú nhé. Cảm ơn cô. Chú xin chân thành cảm ơn. Dạ, cho cảm ơn cô nhé. Chú dành thời gian chăm sóc cô nhiều hơn nhé. Dạ, dạ. Anh trông gầy đấy. Suy nghĩ lo cho vợ à? Lo cho vợ nên là cũng gầy mất mấy cân. Chị cắt tóc hết của mình từ khi nào? Có 3 hôm là nó rụng hết hai bên các cái chỗ này, còn có tí chẩm chọc. Em cạo nó là ngày hôm kia là cạo xong hết. Thì lúc cạo xong thì thấy thế nào? 2 ngày nay là em không dám ra ngoài, em không dám đi ra ngoài chi, bởi vì cái đầu này em ra ngoài em sợ mọi người cứ nhìn đấy. Đâm ra là người ta cứ dị nghị nói nọ nói kia nên em không dám ra ngoài chi cả. Bây giờ em cho chị lại bộ tóc mà nó như cũ hoặc là nó đẹp hơn tóc cũ của mình thì chị thấy sao? Thì em lại thấy rất là vui ạ. Khi em vào đây em ngồi em thấy các anh cho em một bộ tóc như thế là cảm thấy cái động lực của em để em cố gắng em điều trị bệnh tật sức khỏe em cho nó khỏe mạnh hơn. Đội bộ tóc này lên em thấy rất vui ạ. Em đội thử nhá. Khi em đội mái tóc này lên thì em thấy rất hài lòng về bộ máy tóc này. Dạ. Mà em thấy có động lực để em khi ra đường ấy là em nhìn mọi người em không thấy ngại ngần gì cả. Chúc cho chị là thật nhiều sức khỏe đấy. Dạ. Và luôn luôn mạnh khỏe bình an nhé chị nhé. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn chị. Dạ. Em cảm ơn chị nhé. Dạ, chị mạnh khỏe nhé. Dạ. Cô ngày xưa là cô hay đẻ kiểu gì? Cô toàn để ngắn như này, trước rồi nó hơi phủ lên tai này một tí. Vâng. Xong thế... cô cứ tỉa thì tóc cô dày lắm. Tóc cô bạc nhiều nhỉ cô nhỉ? Truyền nó chất thì nó bị nó bạc. Thế hôm nay cháu cắt cho cô nhá. Sao bác lại biết nhà con? Cô cùng đi truyền mà. Vâng, cô bảo cô sao? Cô cũng có bộ tóc rất là đẹp. À. Cô mới hỏi là tóc ở đâu với mua ở đâu ấy, cô bảo là đến salon Chiến. Nhà con không bán đâu, con cắt cho cô cái tóc này xong con tặng cô tóc cái nha cô nhé. Vâng. Con cắt nhá. Vâng. Qua những chương trình như này ấy, thì bọn con cũng muốn là lan tỏa thông điệp cho mọi người là hãy quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Cô trước cũng chăm đi tập thể dục thể thao, khám thì nó bảo bị choáng quá. Ba ơi, đây là tóc này 100% toàn bộ tóc thật. Ừ. Đấy thì tóc này cũng có con nhuộm qua tí màu rồi thì bây giờ con xin phép bác con đội cho bác. Vâng. Sau đấy con cắt tỉa lại cho bác cho nó đẹp form nhá. Đẹp quá nhỉ. Dạ. Như tóc thật đi. Tóc thật rồi bác. Cháu thấy bảo là hôm nay là ngày vui nhất của cô. Vâng. Trong mấy hôm cháu thấy cô cười suốt đấy. Cháu động viên cô đấy vui lên. Tóc này của chị trước đây là chị làm những cái gì rồi? Chị chỉ nhuộm. Em thấy tóc này của mình bây giờ hiện tại đang hơi ngắn. Em sẽ dùng được cái nào thì em mới dùng nhá. Thôi đằng nào mình vẫn phải cắt đúng không? Đằng nào cũng cắt thì... Em xin phép cắt tóc này của chị đi nhá. Cắt hết nhá. Để lên chế độ này luôn nhá. Đồng ý không? Tại vì lúc ở viện cũng hỏi mọi người nhưng mọi người ở quanh đây không có. Mua bộ tóc để đội đúng không? Để đi làm đúng không? Nhà em thì em không bán. Nhưng mà em có một mấy bộ tóc mà trước có các bạn cũng hiến tặng bạn để lại ấy. Thì em xem bộ nào chị thích thì em tặng cho chị bộ đấy nhá. Chị nhìn này, em thấy là chị dùng cái tóc này xong như kiểu chị lên Hà Nội chị đi làm tóc hơn ấy, thì đúng hơn. Thứ nhất là độ dài vẫn như thế, thứ hai là màu tóc xịn hơn, thứ ba là có cả mái xinh hơn, lại được tóc đẹp hơn. Bọn em làm chương trình như này mà nhìn thấy chị cười như này là em thấy thấy hạnh phúc rồi. Nó có ý nghĩa ấy. Cảm ơn chị. Rất may mắn gặp được bên em. Dạ, em cảm ơn chị. Không biết là đi mùa đâu. Cảm ơn chị. Dạ.